Hello hello cả nhà. Nghe tiết tiết là biết rồi đó. Xin chào cả nhà nha. Đẹp quá, quá cổ cái miệng mé sẹo bơm bơm bên luôn luôn nè cả nhà. Giờ anh em lên đây giờ hồi sáng giờ cũng không có quay mà nói mà uống cà phê nha cả nhà. Dạ cả nhà nhìn địa hình nè. Đó giờ leo lên cây gì mới quan sát được, nó nghe địa hình. Mới quan sát được địa hình mà cái máy của Điệp á mang điện thoại cùi bắp nữa. Trời ơi trời á. Ông nội mẹ ơi kìa. Xích khỉ á. Vậy xích khỉ. Này là dạng như là múa từ thiên á. Phải không? nè cái nhà này nè. Đó, anh em vậy đó, giờ đu thăng cây á. Giờ quan sát nha cả nhà ơi. Khi nào mà tìm mà gặp tổ ông thì quay cho cả nhà chứ giờ anh em leo trên đọt cốc mà. À, thấy giờ cũng thùi đó. Vậy? Thấy giờ. Ở bên kia có gừng gú nhiều dữ lắm, nghe nó nghe cả nhà có dừa nữa đó anh Cường. Đứng đây họ chủ vườn ra hôi hai chim lũi đâu đứng trên cây lấy cái hung nẻ rớt cái tạch cái đất cái xỉu luôn. Thôi giờ đẹp up video cả nhà, giờ quan sát đi qua mấy cục gừng ở bên đó nghe cả nhà. Cục con rút nó. Hello cả nhà. Này qua anh đẹp bắt ong nữa cả nhà. Hello cả nhà. Điệp chào cả nhà ngang nó nghe cả nhà. Tổ ong xa lắm. Điệp chắc cả nhà không thấy đâu. Bắt nên lần hai nghe cả nhà. Để tôi ba đời hút ong mà chưa thấy cây nào như thế này. Cốc gì đâu. Trời vậy nè. Cốc gì cao vậy? Cốc cao. Đợt này đợt 2 ha. Cắt đợt 2 rồi. 8 lít thì đựng nhiều quá. Chục lít. Nó cái gì vậy? Chuyện này bị có máu có tiền. Đồ nghề.
bảy giờ, bảy mảnh rồi kìa cả nhà. Leo mệt nói chuyện không nổi cả nhà ơi, mệt thấy ghê. Địch cắt lần hai rồi. Tôi tới tổ ong này có anh em nào xem video thì mới nhớ lại. Địch cắt lần đầu khoảng 3 lít mấy, gần 4 lít mặt. Giờ địch cắt lần hai cũng được lít ngoài, gần 2 lít mặt. Đi ra đường này đi luôn anh Cường ơi, đi ra xe luôn. Ừ. Ui, các anh em kìa. Đó. Kìa không? Được gì không anh? Cũng đã. Cái đội chống khủng bố hả? Cái đội bơm tấn. Nè. Rồi lấy cái bọc ra nữa. Ừ. Cũng im đó. Im. Có lý nè. Hả? Cao thẳng vô. Cao thẳng lít ngoài. Lít ngoài gần 2 lít mặt ha. Quýnh không? Quýnh. Em không? Quýnh giữ không? 3-4 mũi vậy. Giữ không được rồi không? Không, được rồi quýnh đi mới giữ. Em yếm bùa rồi mà. Ừ, chơi chú chơi vậy nãy chú ị cho một quần rồi đầu chú chát vô. Chát cục gọi á. Tôi cầm thì cái cục gọi giờ nó thú quắc ta chân giờ vậy nè. Xong không này nè, nó còn dính mép rồi nè, thú quắc luôn. Bịch tiếng nó chảy thế nào. Trời ơi, bịch chảy rồi lấy bịch khác. Rồi ở đây không biết. Cả nhà anh em cứ nói chơi nghe cả nhà. Chứ ngoài ra nó hô mình bán mặt ong mà trời ơi là trời mà nó mà dính phân dính bọng hết gớm. Ai mua ông nội ơi. Đồ quỷ sứ. Chết luôn rồi. Đi chó bắn vụ gió. Được đi. Nói kiểu đó rồi mấy mốt mặt ông đem về ta đi dành tắm luôn. Gì có à. Thiệt. Có. Đi qua ai mua? Đi qua bên ông đem cái nói chuyện cái dấp không luôn rồi. Cà lâm luôn hả? Ừ. Có ngọn ngọn nha anh em. Có này kìa. Chuyện quá chè. Gì chú ra kìa. Vậy. Phải không? Rồi mua mặt chắc cái đi mua mặt. Thì Điệp bắt cái cây này lần hai đó nghe cả nhà. Thì nói chung là Điệp đi săn bắt á, mà nơi nào mà có cây mà có gào bọng rồi thì Điệp không lấy, rồi những cây cốc nữa Điệp không gào. Chỗ đó là chỗ cô của công trình đang làm đó cả nhà, thấy mấy cái sắt bọng rồi đó thì Điệp không có lấy được, tại vì lý do sợ súng bị quýnh rồi nên anh em đi ăn cơm đó thì Điệp lấy. Chứ thật sự cái cây mà nó có gào thì Điệp không nói nha. Ví dụ như nãy giờ ăn cắp ăn bọng đồ là lý do là nãy giờ chạy rồi đó, chạy dữ lắm rồi nghe cả nhà. Mà Điệp vừa bước đến có mấy bước thôi gào này Điệp ngồi ở đây luôn à, tại vì mình là con người máy mà. Người ấy là người gì? Người thẳng thắn đó. Nói công á. Công cái gì á? Hổng. Cái mặt đó kìa trời. Châu công châu quẹo. Châu công châu quẹo hả? Thôi giờ Điệp cũng xin cô chú nào có nhu cầu á mua mặt ong rừng hay là chấm lương mở chăn đồ đó thì dưới video của Điệp có để số điện thoại của Điệp á, thì Điệp lặp lại nghe cả nhà là 0908 765 334. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên lạc với Điệp nha. Rồi ở đây là kênh của anh Chí Cường TV, anh em qua ủng hộ kênh Chí Cường TV nha. Và ở bên kia kênh Tiếng Sơn Bắc Quay Đốc gọi là mặt bành đó, bụng khỏe đồ, hay nó hay là thằng Tạ thằng Lết đều cũng là nó. Còn ở đây là anh Bảy đó, chú của Cường đó. Rồi, Điệp cũng xin bye bye cả nhà nghe, hẹn những nhà những clip tiếp theo nha. Hôm qua Điệp không có đi săn bắt cả nhà. Điệp bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Điệp bây giờ cả nhà.